Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn hai cái bộ Meyer dành cho các bạn có ý định chế xe hai bánh béo. Cái bộ Meyer màu đen này thì mình xin giới thiệu với các bạn đến là nó phù hợp cho các bạn chế xe những cái vòng bánh béo mà có bản rộng từ 18 cho đến 25 cm, là các bạn có thể dùng cái Meyer đen này, nó rất là phù hợp. Meyer đen này thì sử dụng cho các loại bánh 4 ốc, và tim của 4 cái ốc này là đo chéo 11 vuông 8, có nghĩa là tim này sang tim con ốc này là 8 cm, tim đo chéo con ốc này là 11 cm. Hai cái loại đĩa và nhông thích hợp là sử dụng nhông xe máy, như cái này là nhông 40 răng, và cái đĩa này có đường kính là 19 cm. Đấy, trục đây thì mình sẽ đưa cho các bạn các cái thông số để các bạn đây, từ Meyer bên này qua Meyer bên kia là 26 cm, còn đo trục của nó ấy, là trục của nó là 38, trục dài 38 cm. Đấy, các cái con ốc này là vừa luôn với cái Meyer này. Các bạn có thể không mua cái nhông này và cái đĩa này cũng được, thì đấy tùy các bạn. Còn củ phanh thì các bạn về các bạn chế thì cũng dễ thôi, mà mua bên em thì cũng có, đây đều có. Đấy, đây chi tiết nó này, nó có cái G này là cái G90 này. Cái G này thì nó trên những cái dòng bánh ATV nó thường là có những cái G ra để nó đỡ bánh ấy, thì là G90. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn cái bộ Meyer này, là Meyer tích hợp luôn cả phanh cơ vào đây. Thì con này cũng dùng 4 ốc, nhưng mà ốc thì nó nhỏ hơn. Đấy, tim con ốc này là đo từ đây sang đây là 6,5 cm. Cái này nó cũng thuộc dòng bánh ATV, bởi vì là ATV thì nó có những cái dòng bánh 4 ốc, mà tim ốc của nó thì đo 6,5 thôi, còn là vòng bánh bé. Ở bên này thì là có 3 cái lỗ để các bạn bắt nhông. Đấy, thì cái này nó là Meyer bánh sau mà. Cái này thì nó hẹp bề ngang thôi, cho nên nó chỉ phù hợp cho các bạn chế những cái dòng vòng bánh. Đây mình đo này để các bạn hình dung này. Đấy, của nó chỉ có 15 thôi. Vì vậy thì nó chỉ phù hợp cho các bạn nào lắp những cái vòng bánh bảng khoảng 14 cm, thì lắp vào cái con này phù hợp này. Còn nếu các bạn làm dài hơn ấy, thì bánh bản rộng hơn ấy, thì các bạn sẽ phải gia cố thêm một chút thì nó mới mở rộng cái này ra được. Nói chung theo khuyến cáo của mình ấy, thì các bạn nên làm những cái vòng bánh bản rộng khoảng 12 đến 14 là vừa. 12 cũng đẹp, 14 cũng đẹp, chứ còn nếu các bạn từ 16 trở lên là nắp cái Meyer này có khả năng là không thích hợp. Đấy, còn cái nhông này thì cũng dễ thôi. Nhông này là nhông 3 lỗ ốc, thì mình có thì mình làm, hoặc không có thì mình khoan là mình bắt ở đây trên này taro ren hết rồi. Trục này là trục 12, còn cái con này là con trục 15. Đấy, thì các bạn cần loại nào thì mình liên hệ với mình qua số điện thoại này 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh và để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên.